Cương mà Nga này còn xem cái tiêu nè, sẵn nhảy hết rồi, tí mình quay sát sát mọi người xem luôn. À vườn đây, bốn thùng nè, làm hết bốn lần đọt rồi, không biết có nó có được hay không này. Thấy đang chấm nhú hả, đang chấm đang nó cuối xuống mà thấy nó nám đen góc này rồi, à, biết nó có hiệu quả hay không. Cái này được mấy năm rồi bố à? Cái này là dằm, cái này năm mới bắt được năm thứ ba thôi. Ba năm rồi hả? Nhưng mà thấy nó có trái thì để luôn. Ủa mà năm thứ ba chú dặm lại á. Dặm lại. Tròn 3 năm hay là năm thứ hai nó bắt đầu nó ra chú? Tròn 3 năm. Bao nhiêu tháng chính xác nó tới bây giờ là bao nhiêu tháng rồi? Cái dặm này cũng nhớ rồi. Cái cũng dặm cũng mưa mà lúc mình dặm thì đâu có dám dặm mùa nắng rồi đâu. Cây vậy chứ được cũng cỡ Đẹp, chục trái à, chục trái nhưng mấy nhánh này ấy đây ăn bỏ nè, ăn nó chết nhánh luôn. Nhánh này ăn không ăn nó cũng chết. Đang bật tưới dưới này. Đây là trước là cây trồng trước này. Cái này kỷ lục năm rồi, cái này là làm một nhớ năm nào rồi, cái năm này. Mà chú Kẹm hồi đi còn nuôi ong ở dưới miền Tây nó về nó thôi rồi. Nói ôi dồi, người ta làm sầu riêng sướng quá, sao về là anh em mới rủ nhau đi mua về trồng. Mua về trồng là trồng đâu có biết trồng đâu, trồng xuống rồi hồi làm cũng làm đẹp lắm, làm cái mái nhà là cho nó ở đàng hoàng nha, lấy hoặc con trồng bắp đó nó lên đẹp lắm. Xong tưới bộ phân bà xã họ đâu có biết đâu, tưới là hồi xưa là khổ á, là bỏ SA không chứ mấy và tưới bà bỏ SA vô tưới vô chết sạch luôn. Nhưng mà còn mấy cây thưa là mấy cây đó, còn cái sao mà mới trồng lại đó, còn những cây này những cái cây kia như được 7 cây là chắc là cả là hơn 20 năm rồi đó, có 7 cây như cây này nó cho khoảng một năm cho khoảng mấy tạ chú? Cây này là bình thường là 2 tạ, mình cho vừa thôi, nói chung cũng chưa biết cách làm mấy đó. Ủa vậy là chú Kiểm là cái chú bên làng bên kia hả? Hồi xưa là chú ở đây mà bây giờ con cùng minh là... thằng con trai làm chủ đi nhiều dưới đây nè, còn chúng cái đó làm với chú Hoa nhiều là năm nào nó cũng trúng hết đó. Là chú Kẹp hồi xưa là khởi xướng là trồng sầu riêng đó, mới trồng á. Chú Kiểm làm đầu tiên. Nhưng mà ông thì ông đi cũng có làm cho là được cái giá là bán. Vườn này giờ tổng hết được bao nhiêu cây bố à? Cái sầu riêng già này mới được 50 cây thôi. 50 cây với sầu riêng nhỏ nè. Sầu riêng nhỏ thì là trồng hồi xưa trồng dày quá là trồng mấy trăm cây xuống. 200 luôn mà. Chú nha, mấy cây này nhỏ mà ra đã không chú Linh? 3 năm mà cỡ này là lụm rồi nè. Còn như mấy cây này cắt rồi chắc 5 năm rồi hả? 5 năm, trước kia là 5 năm. Lấy lại vốn nè. Cái này 6 năm này, hồi năm ngoái là bỏ cả thường như này. Đó, mà nào bút vô xem nè. Nhưng mà mình bỏ, mình làm cái này là đó là không đi mấy nha. Xong rồi, nhìn cái dàn trái phê không? Hay đã không? Trả rụng riết. Đấy, cái này là cùng anh Hùng. Trồng dưa 6 cây, anh cứ thấy cái lụa cây cà phê chết á, anh trồng xuống lại trồng 6 cây là cây nào cũng như vậy hết luôn. Trời. Trồng người ở dưới đây nè. Cái này năm rồi ăn một tạ hả chú? Ăn tạ thường luôn đó. Đóng chục trái là thường luôn đó rồi. Đã thiệt. Nó mình đầu tư mạnh này nó không nhiều đâu. Chưa là có cái phân cá nữa là thật ra là tôi nó làm chết ba đợt phân cá vô rồi thấy gì hả? Nó kêu thôi chờ cho bố người can bỏ nó, bây giờ có người can của bố không được bán cho ai hết rồi. Sao bố chăm bỏ là mấy con người kêu chờ cho nó mệt nữa. Nhưng mình dìu đọt được cái hoa nó khỏe hẳn hả chú? Tấm này là mình vừa làm vừa dìu đọt, không phải vừa đọt không? Cái dìu đọt thôi mà. Âm nhân con vẫn khói. Cây 3 năm mà chuẩn bị lấy là vốn rồi nè. Đẹp không? Vườn búa đã. Lá
cho một lần cho nó mau già lần lại nó không mới mới đây rà lại cho nó chắc chút rà rà yếu yếu thôi xương xương thôi đi này cỡ này là được rồi nè 6 30 nè đổi cái thằng Vino vô thôi hai thằng rà lại cái nữa cho nó chắc không đẹp quá cái này 5-6 năm này à nhưng mà nó vẫn an toàn nếu mình dìu nước trước đúng không còn không là nó giật hết thôi cỡ này mà ra cỡ trái dường như cành nào nó cũng có hết chú những cái cành này là tỷ lệ đậu tốt nè biển trái là nó chết luôn nhánh là ăn luôn là xong hả đó thì sao mình để dành đây là mình cứ để cái đó hồi sau này mình cứ tiền mình để đúng cái nó ổn á là mình để đúng cái kiểu cây này mình lấy chừng 20 trái thì là mình đổ 20 trái thôi đúng rồi 20 trái ha nhìn đẹp quá thôi con chạy qua vườn anh Hùng tí đã